Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại chuỗi video Khánh Phi Home Channel. Giới thiệu đến các bạn một sản phẩm tủ bảo quản rượu cao cấp đến từ thương hiệu Maloca lắp đặt âm tủ, đó là tủ bảo quản rượu Maloca MVC24CP. Hãy cùng Khánh Phi Home tìm hiểu chi tiết sản phẩm này nhé. Tủ bảo quản rượu MVC24CP được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại tinh tế với mặt kính màu đen, hệ thống điều khiển cảm ứng, màn hình LED hiển thị, các căn rượu bằng gỗ với cạnh viền inox, hệ thống ray trượt 3 tầng cao cấp, đèn chiếu sáng xanh bên trong tủ, kích thước 592 x 545 x 455mm, dung tích 56 lít 24 chai tiêu chuẩn, nhiệt độ bảo quản 4 đến 20 độ C, tổng công suất 80W, điện áp 220 đến 240V, 50 đến 60H, cửa kính 2 lớp chống tia UV, tính năng khóa an toàn trẻ em. Lưu ý, sức chứa tủ sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước chai rượu, có thể tháo bớt kệ gỗ và xếp chồng các chai lên nhau để phù hợp với những chai có kích thước lớn. Khánh Phi Home đặt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015 và được Maloca chứng nhận là đơn vị phân phối sản phẩm Maloca chính hãng. Và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá thành khi mua các sản phẩm của Maloca tại Khánh Phi Home nhé. Nếu các bạn quan tâm, hãy ghé ngay các cửa hàng của Khánh Phi Home để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập website khanhphihome.com.vn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Hãy like và subscribe để tiếp tục cùng Khánh Phi Home Channel theo dõi nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!